bao đời nay, dưới bóng núi, bóng rừng, trong những nếp nhà sàn mộc mạc, đồng bào Thái luôn gắn bó mật thiết với cây đàn tính. Đàn tính hay tính tẩu được coi là vật thiêng ban lời yêu thương của núi rừng cho người Thái được đời đời ấm no hạnh phúc. Đồng bào các dân tộc Thái, Tày, Nùng ở khu vực miền núi phía Bắc đã sáng tạo ra một loại nhạc cụ độc đáo, trở thành mạch nguồn văn hóa núi rừng, chứa đựng ân tình của con người với thiên nhiên, cộng đồng và xã hội. Với họ, thanh âm của đàn tính cũng là một phần thanh âm của đại ngàn. Tiếng tính tẩu như sợi dây vô hình gắn kết những tâm hồn đồng điệu. Nhận thấy vai trò và tầm quan trọng của đàn tính, nên nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết đã sớm ý thức được trách nhiệm của mình, từ đó thôi thúc ông bắt tay làm nhiều hơn những cây đàn tính thật đẹp, âm thanh thật hay để giữ mãi truyền thống đẹp của quê hương Tây Bắc. Bền bỉ nhiều năm qua, nghệ nhân Mào Văn Ết, một người con ưu tú của dân tộc Thái, luôn gìn giữ và tôn vinh thanh âm đàn tính. Cây đàn tính được ông coi là bạn tri âm, tri kỷ không thể thiếu trong cuộc đời. Gắn bó với tính tẩu từ thời ấu thơ, nay đã ở tuổi ngoài 80, nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết vẫn nặng lòng yêu thương và say mê chế tác để giữ lại loại nhạc cụ cổ truyền của dân tộc mình. Chế tác nhạc cụ thì nó cũng thấm vào máu thịt từ hồi bé rồi. Vì cái nhạc cụ này là nhạc cụ truyền thống của người Thái, món ăn tinh thần tất yếu của đời sống hàng ngày. Vì cái đó là mình có ý thức, 10 tuổi đã tự làm được, cái chế tác được. Nhưng lúc bây giờ nó cũng chỉ là ở cái mức rất là đơn giản. Hôm qua quá trình tiếp xúc được cái nhạc cụ phương Tây, được cái nhạc cụ của phương Đông, của các nước, các dân tộc khác thấy đẹp, thì dần dần mình có được ý thức để mình nên cải tiến. Hơn 50 năm dày công học hỏi, lao động miệt mài, nghiêm túc nghiên cứu, góp phần gìn giữ những giá trị di sản văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Nghệ nhân Mào Văn Ết đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực chế tác và sử dụng tính tẩu, hát dân ca Thái, sáng tác và soạn nhạc dân gian. Ông vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015. Nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết được biết đến là nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Thái, nhà thơ, hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Điện Biên và cũng là người chế tác tính tẩu nổi danh ở Tây Bắc. Ông là một trong cái những người hiếm ở cái đất Điện Biên này. Có nghĩa là ông rất miệt mài, cần cù, chăm chỉ. Ngoài cái giờ việc làm việc xã hội ra về, cứ một mình tay cưa tay đục làm những cái dụng cụ mà để lại cái di sản cho đất nước, thì coi ông làm rất là chuẩn chỉ. Theo tiếng Thái, tính là đàn, tẩu là quả bầu. Để làm được một cây đàn tính tẩu thật lắm công phu, đòi hỏi nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết phải cẩn trọng và thật tỉ mỉ trong từng công đoạn. Bởi làm đàn không chỉ khéo tay mà còn phải tinh thông âm luật, biết hát, biết đàn, biết xử lý âm thanh trong hộp âm theo nguyên lý âm dương của dân tộc Thái. Một cái đàn tính tẩu muốn phát huy được cái âm thanh mà tạo ra được âm thanh thì quan trọng nhất là vẫn cái quả bầu. Đấy, quả bầu mà nó ở cái độ tuổi nó phải chín già ngấu thấu và già, mà tốt nhất là nó quanh năm ngày tháng nó được đủ ánh sáng, đủ ánh nắng thì nó già thì nó kêu nó mới hay. Để xử lý cái quả bầu làm sao mà mình hoàn thành cái đàn nó lắp dây vào nó kêu, tính gia truyền hay là tính nghiên cứu, mà làm sao mà những người ta làm đàn ấy thẩm âm là mang tính
vật lý học. Bầu đàn được làm bằng mắc tàu, có nghĩa là quả bầu già. Các bộ phận khác của đàn gồm cần đàn, dây đàn, khóa đàn, đuôi đàn và mặt đàn. Thông thường cứ 100 quả bầu khô, nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết mới chọn được 1-2 quả để làm tính tàu. Gỗ dùng làm đàn nhất thiết phải đúng loại, nhẹ và có độ cứng vừa phải để dễ đục gọt, tạo đủ âm sắc và không bị cong vênh qua thời gian sử dụng. Đàn tính được người Thái dùng với nhiều nhu cầu khác nhau như trong hội bản, ngày cưới, thay lời trai gái tỏ tình hoặc đệm cho các điệu múa. Vậy nên, làm loại nhạc cụ này đòi hỏi nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết phải không ngừng sáng tạo, sao cho những cây đàn tính vừa phù hợp với yêu cầu sử dụng lại vẫn giữ được nét cổ truyền. Trước đây thì mình tự đi kiếm được, và theo kinh nghiệm của sử sách dân tộc Thái truyền lại thì nó có một số nhóm. Thí dụ như là nhóm gỗ dổi này, rồi nhóm gỗ thừng mực này, rồi nhóm gỗ sữa này, là những cái đó là nó không cong không vênh. Cho đến bây giờ là cái đó là nó cũng có thể có, nhưng mà bây giờ mình già nua là đi vào rừng cũng khó. Khác với cây đàn tính của dân tộc Tày, Nùng, vùng Đông Bắc, đàn tính của người Thái vùng Tây Bắc có chiếc mỏ đàn được đẽo gọt thật khéo, cách điệu thành hình trước đuôi con gà trống là vật tổ của người Thái. Cách làm đàn cũng cầu kỳ hơn vì phải xử lý âm thanh trong hộp âm theo nguyên lý. Những cây đàn tính được chế tác qua đôi tay của nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết luôn tuân thủ đúng những nguyên lý cơ bản nên được đồng bào đón nhận, trân trọng và nâng niu. Và nghệ nhân Lò Hải Vân, một nhạc công có tiếng của tỉnh Điện Biên, chính là người thẩm định trung thực, khách quan nhất về chất lượng sản phẩm của nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết. Tính tẩu này tôi đã sử dụng của anh Mào Ết đi khắp trong miền Nam, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mà đã được tỉnh Bến Tre trao huy hiệu huy chương vàng cho một đơn ca là chính con gái của bác ấy. Tôi đã đếm cái tính tẩu này cho con gái bác ấy, là đồng bào miền Nam người ta cũng rất thích nghe. Cái tính tẩu này nó hòa quyện với các bài hát, các đơn ca, về các múa như điệu xòe, đếm cho các điệu xòe là rất hiệu quả. Tính tẩu là người bạn tâm giao, thủy chung song hành cùng ông đi qua những thăng trầm của cuộc đời. Bởi tiếng tính tẩu là tiếng lòng của ông, của đồng bào dân tộc Thái, dung dị, thật thà như dòng suối mát trong, gầy ít mà hay nhiều. Chọn tình yêu với đàn tính, nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết đã viết những vần thơ đầy ân tình. Tính tẩu đàn tình yêu, tính tẩu tình đàn, tình cá với sông, tình lúa với đồng, tình chúng ta, tình anh em. Tính tẩu thiếu rừng, tính buồn, tính tẩu vắng cây, tính khóc, lũ cuốn đổ trời, tính đành bạt tiếng. Trong những cây đàn tính tẩu do nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết làm ra, có một cây đàn vô cùng đặc biệt. Cây đàn này ông đã chế tác cách đây hơn 20 năm, khi ông chưa chuyển về thành phố Điện Biên Phủ sinh sống. Nó đã bị cơn lũ quét ở Mường Lai cuốn trôi. Theo dòng nước lũ, ông vớt được nó lên và đem về Điện Biên định cư cho đến nay. Vốn là cây tính tẩu có âm sắc độc đáo, nó trở thành cây đàn chuẩn mực để chỉnh âm cho những cây đàn khác. Đây được ông coi là vật quý giá nhất trong nhà. Không chỉ đam mê chế tác đàn tính, mà nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết còn trăn trở với những lời ca, điệu múa cổ truyền của đồng bào Tây Bắc. Ông thường xuyên gặp gỡ những hội viên của Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Điện Biên để tâm sự, sẻ chia lòng mình với cây đàn tính tẩu, với múa xòe, múa nón, dân ca Thái.
Họ là những con người đam mê và tâm huyết, không ngừng khát khao tìm hướng đi, hướng phát triển cho những loại hình văn nghệ dân gian trước xu thế hội nhập văn hóa. Với họ, nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết luôn là tấm gương sáng, tạo động lực thôi thúc họ đam mê hơn nữa với văn hóa cổ truyền. Việc mà bảo tồn của ông Bảo Ết thì có hiệu quả cho những cái thế hệ sau này, và đối với lại cái lớp trẻ sau này thì coi là được bảo tồn những cái di sản thật quý của như ông Bảo Ết ấy, thì nói chung là tất cả như là chúng tôi rất là mừng và cũng rất là quý ông. Mình tìm những nơi người ta có nhiều nhân tài và những người người ta yêu thích thì mình tụ tập họ là trở thành một cái câu lạc bộ. Đấy này là thuyết phục dần dần. Nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết luôn chú trọng tới việc truyền dạy nghề cho những lớp thế hệ trẻ. Ông coi đây là một trong những hành động thiết thực và hiệu quả nhất để bảo tồn văn hóa dân gian. Dưới sự đào tạo của ông đã có nhiều nghệ sĩ thành công. Hiện ông đang dạy cho cháu gái mình tập quen dần với tiếng đàn, điệu hát truyền thống. Ông hy vọng những thanh âm của tính tẩu sẽ là sợi dây kết nối, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, đam mê văn hóa dân gian của mình tới với thế hệ sau. À, dạy hát thì ông cháu còn dạy cháu đàn, cháu thích đâu học đàn tính giống như ông. Ông là rất hay, cháu muốn học để đàn được hay như ông. Muốn có một cái nơi truyền dạy, làm sao có một cái trường lớp được mở ra. Đấy, hoặc là trường văn hóa nghệ thuật, hay là ghép vào một cái trường nào đó có một cái khoa để chuyên dạy. Bây giờ người Thái không biết hát tiếng Thái, không biết nói tiếng Thái được, không biết là ngày sau này sẽ là dân tộc gì, mà là tiếng nói và chữ viết đã không biết rồi thì hỏi rằng là dân ca, dân vũ và dân nhạc hoàn toàn sẽ bị mất. Từ đời này qua đời khác, từ nếp nhà nọ tới bản làng kia, tiếng tinh tẩu có một sức sống mãnh liệt đã mang hồn núi, hồn rừng, chắp gió thành lời yêu thương gửi tới mọi người, gắn kết họ lại gần bên nhau. Đó là một thứ thanh âm rất riêng của núi rừng Tây Bắc. Sống hiện đại đang khiến cho nhiều di sản văn hóa dân tộc dần mai một, khiến những cái hay, cái đẹp, cái tinh hoa có nguy cơ chìm lấp, thì đâu đó vẫn có những con người đam mê như nghệ nhân ưu tú Mào Văn Ết. Bằng tình yêu, bằng tâm huyết và trách nhiệm của mình, ông đã và đang âm thầm góp phần gìn giữ thanh âm độc đáo của đại ngàn Tây Bắc còn vang mãi với thời gian.